Chào mừng các em đã đến với chương trình siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Hứa Thị Ngọc Nhờ, là giáo viên của trường tiểu học Tây Úc, quận 3. Rất vui được đồng hành với các em trong bài học ngày hôm nay. Trong tiết học này, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài Cây và Hoa bên Lăng Bác. Bài học hôm nay gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất, luyện đọc thành tiếng. Nội dung thứ hai, luyện đọc hiểu. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất. Mời các em quan sát màn hình và cho cô biết bức ảnh chụp cảnh gì, ở đâu. Cô tin chắc rằng các em đã có câu trả lời cho mình rồi phải không nào? Bức ảnh chụp cảnh Lăng Bác ở Hà Nội. Các em đã được đến thăm Lăng Bác chưa? À, có rất nhiều bạn được đến đây rồi đúng không nào? Vậy Lăng Bác được trang trí rất đẹp và độc đáo ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập đọc Cây và Hoa bên Lăng Bác. Cô mời các em đọc thăm bài. Các em lưu ý đọc thông thả, chậm rãi, nhấn giọng vào một số từ ngữ chỉ đặc điểm của cây và hoa, giọng đọc tình cảm thiết tha ở câu cuối. Cô mời các em đọc. Các em đã đọc xong hết rồi đúng không nào? Và trong bài đọc này, cô sẽ chia thành 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đâu cho đến ngát hương thơm. Đoạn thứ hai, ngay thềm lăng cho đến nở lứa đầu. Đoạn thứ ba, sau lăng đến ngào ngạt. Và đoạn cuối cùng là cây và hoa cho đến hết bài. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc một số từ ngữ nhé. Theo cô, trong bài này các em cần lưu ý một số từ ngữ khó như sau. Các em chú ý lắng nghe cô đọc. Uy nghi, lưu ý đọc đúng tiếng uy. Gần gũi, lưu ý đọc đúng vần ân trong tiếng gần và thanh nhã trong tiếng gũi. Khỏe khoắn, chú ý đọc đúng vần oanh trong tiếng khoắn. Vươn lên, chú ý đọc đúng vần ươn trong tiếng vươn. Nào, bây giờ hãy đọc lại cùng cô. Uy nghi, gần gũi, khỏe khoắn, vươn lên. Cô mời các em đọc thầm lại một lần nữa. Các em đã đọc xong hết rồi đúng không nào? Các em ơi, để đọc bài hay hơn, chúng ta cần ngắt hơi ở dấu phẩy và nghỉ hơi ở dấu chấm. Còn với một số câu dài, ta sẽ ngắt hơi theo ý. Cô có ví dụ câu sau. Ở đây, chúng ta sẽ ngắt hơi sau dấu phẩy và sau các cụm từ chưa đơm bông, hoa ngâu kết chùm và nghỉ hơi khi gặp dấu chấm. Cô mời các em nghe cô đọc bài. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhà trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt. Cô mời các em đọc thầm lại một lần. Cô tin chắc rằng các em đã đọc tốt rồi phải không nào? Cô có lời khen dành cho các em. Chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc văn bản, luyện đọc từ và câu. Để biết xem bài đọc có nội dung gì, chúng ta sẽ tìm hiểu ở video sau nhé. Hẹn gặp lại các em.